Vừa qua công ty Sumit Agro có phun trình diễn cho anh là giữa cái Money Ninja, thì hôm nay tụi em xuống thăm điểm demo, thì anh đánh giá thế nào về hai sản phẩm này ạ? Thì theo như cái kinh nghiệm nhiều năm của tôi á, thì năm nay tôi có công ty có hỗ trợ cho tôi là hai sản phẩm Ninja và Money. Thì qua tôi phun á là cùng một thửa ruộng nhưng mà nó hai cái sản phẩm khác nhau. Yeah. Cái này là tôi vừa kết hợp thằng Money với thằng Ninja. Yeah. Nhưng mà tôi phun theo đến thời điểm này thì cái lối cử chỗ lẹt xẹt và đến cái cử cuối bông chỗ đều, thì theo cái đánh giá mà hai bên để đối chứng với nhau thì hiện tại bây giờ bên thằng thuốc Ninja và Money thì hiện tại bây giờ đến thời điểm này hộp thì sáng mà bông á, lá thì vẫn xanh tốt, không có hiện tượng mà bị cháy lá hoặc là bông có bị hiện tượng bị ném bông hoặc là bị đậu ôn cổ bông. Thì theo theo như hai cái sản phẩm này thì so với các cái sản phẩm khác mà tôi phun cặp bên thì hiện tại là tôi thấy thằng này nó tốt hơn, hiệu quả cao hơn. Vậy là lúc mà anh đánh giá cái tỷ lệ nó xanh rồi, khi mà anh phun thì anh thấy cái tỷ lệ nó chỗ xanh, nó chỗ thoát nhanh đều không ạ? Theo như cái lúc mà mình phun, mà phun thời điểm mà lúa đang ôm bắp á, là mình phun là lúc cái cử mà bắt đầu chỗ lẹt xẹt, thì mình phun cái cử đó vô đến khoảng một tuần sau thì lúa nó chỗ đồng loạt. Chỗ đồng loạt nó chỗ đồng loạt mà lá đứng. Lá đứng. Anh thấy khi hôm nay thì mình phun mới được 8 ngày thì anh thấy cái tỷ lệ nó vô gạo xanh. Thì bây giờ hiện tại thì lúa đang thời điểm mà nó vô gạo, thì hiện tại bây giờ nó đang vô gạo là khá là tốt. Thì bây giờ hiện tại giờ lúa là đang nó chỗ đều. Thì anh đánh giá nếu hiệu quả thì anh có thể là nhân rộng cho con nông dân sử dụng thêm không ạ? Thì cái này á là thì nói chung mình xài hiệu quả thì có thể mình khuyến cáo bà con và bà người lân cận ở cặp bên để áp dụng xài hai cái sản phẩm này. Thì hiện tại bây giờ so với các cái loại khác thì hiện tại giá thị trường thì hiện tại là thằng này hiệu quả mà trên cái giá thị trường nó cũng khá là ổn. Cảm ơn anh Khánh nhiều ha. Phun Money với Ninja để quản lý hiệu quả cả hai bệnh quan trọng đào ôn và lép hạt. Money lúa đẹp Melee.